Bây giờ chúng ta cùng đi đến quyết định cuối cùng. Mời hai chàng trai đến đây. Giây phút hồi hộp, xin mời. Đây sẽ là một lựa chọn rất khó khăn cho bạn Đông Nghi. Bây giờ Việt Hương xin mời Đức Anh và Trí Đại giơ điện thoại mình lên và chúng ta sẽ đếm ngược nhé. 5. Cái cách mà bạn trình diễn rồi xong rồi lắc lư theo nhạc á, cảm giác bạn một người rất là dễ thương, cá tính với lại là rất là năng động nha. 2. Cô số 3 thì khi mà cô ấy bước ra em nghĩ rằng là ôm sao dễ thương vậy. 1. Một lần nữa đi bạn. Anh cần một người nấu cho anh ăn và anh vừa ăn cùng thôi. Còn món gì thì miễn là người mình thương nấu cho mình là mình ăn à. Công sức Hương với lại Trương Tế Vinh nói quá trời luôn. Đông Nghi đã không gọi cho ai hết. Vậy bây giờ chị muốn nghe cảm xúc của Đông Nghi. Dạ, thật sự thì sau khi nghe hai phần chia sẻ của hai anh, ở trong em rất là cảm động. Nhưng mà em cảm nhận em đã bị loại ngay từ những giây phút đầu á. Có nghĩa là bản thân em nó rất là hụt hẫng. Và em nghĩ nếu mà chỉ là một cái phần trình diễn tài năng nhỏ mà mấy anh đã đổi tiêu chí chọn em rồi, tự nhiên em cảm thấy cái sự lựa chọn đó nó không được chắc chắn và bền vững cho em. Trời ơi, đúng là đạo diễn không? Họ sẽ nhìn tổng thể. Tôi nghĩ Đông Nghi cũng có cái đúng. Tại hồi đầu thì hai bạn đều chọn bạn số 4. Bản thân mình cũng hơi bị buồn một tí. Và cái sự giải thích của Đông Nghi thì Việt Hương hoàn toàn đứng về phía em, là bạn với hai bạn này trước, rồi sau đó có tình cảm hay không tính sao. Đức Anh, cho chị biết cảm giác của em như thế nào. Thật sự là từ lúc đầu thì mình có ấn tượng với cô gái số 4 thật. Nhưng mà lý do duy nhất mà mình chọn cô gái thứ 3 là tại vì mình hỏi câu hỏi cuối cùng đấy và cô ấy trả lời đúng như mình muốn, nên là cũng hơi buồn một chút. Em mong anh đừng giận em. Chí Đại, cảm xúc của em lúc này thì thật sự cũng đồng cảm với cái việc mà nếu như mà cương vị là một người đứng trên kia đến đây để tìm một nửa kia của mình thì chắc có lẽ là rất là hụt hẫng. Vậy thì bây giờ nha, hai bạn một lúc quay xuống nhìn Đông Nghi coi có phải là mẫu bạn gái các bạn đã muốn chọn hay không. Mời hai bạn. Hello em. Chào anh. Chào anh. Sao ạ Đức Anh? Em quay lại thì phải đây là cái người em muốn lựa chọn không? Xinh xắn, dễ thương, miệng mớm mớm, có duyên quá à. Đúng là có duyên thật. Anh không biết nói gì bây giờ cả. Với em nha, có thể sau chương trình này thì tụi mình kết bạn trước đi. Xong rồi ví dụ trong các hoạt động nghệ thuật mình vô tình gặp nhau rồi, hay là mình lại tiếp tục được những mối quan hệ khác thì biết đâu được. Em là đạo diễn mà, tương lai em sáng lắm. Biết đâu được, tự em tạo cơ hội cho em rồi sao? Một bên em mướn về làm MC trong chương trình của em, bên đây em mướn về hát trong chương trình của em, bên kia nữa kìa, diễn viên bên kia nó cũng ăn không ở rỗi lắm em. Lúc đó em đứng micro trên kia kìa, em sẽ nói là em là Đông Nghi đây, em là đạo diễn chương trình này, em mời ba anh về làm chương trình cho em ha. Dạ, cũng được đúng không ạ? Thôi thì còn cái duyên nữa, còn cái tần số rung động do bạn gái nữa. Chúc ba em thành công trên con đường nghệ thuật ba em đã chọn. Chương trình chúng tôi thật là thú vị phải không quý vị? Có thể là không chọn là tình yêu, nhưng chọn là cùng tần số rung động là bạn bè. Và nhớ giờ phát sóng của chúng tôi là 21:35 thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Lớp của em là ăn ngon, mặc đẹp và đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Em rất thích Doraemon, rất thích phim hoạt hình. Thì không biết là hai em bên dưới ta nào thích phim hoạt hình giống em không ạ? Không phải, em có màu hồng, nó tươi sáng mà nó đẹp vậy. Nhìn ngọt ngào, lúc nào cũng vui vẻ, hoạt hình hết trơn đi. Mình đã có một người ông xã tội kèn lãng mạn dễ thương. Dạ. Thì mình giới thiệu Hoàng cho nhỏ em mình ngồi hai nhá.